Cho đừng lên, cho đừng lên. Rồi đưa căng cố vô cỏ bệnh, kẹp căng cố vào đó luôn. Rồi đưa xuống. Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với phần 2 của clip thay trục càng chuyển hướng cho hộp số bộ đôi. Và bây giờ tôi cùng kỹ thuật viên Lô Bằng sẽ chia sẻ cho các bạn. Đây là phần 2 của cái phần thay trục gạt chuyển hướng cho hộp số bộ đôi. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn. Sau khi chúng ta lắp được càng cua thì chúng ta hãy lắp bồ bánh răng chuyển hướng. Và tiếp theo là chúng ta hãy tháo cái càng gạt số, hai cái càng gạt số bên này. Đồng thời đưa bánh răng trung gian xuống để cho ăn vào cái càng cua phía bên này các bạn nhé. Đập cho băng lên bộ đập băng. Đập băng hay. Đầm nó mới để cõng được cả cái cây nữa. Ừ. Cái gì chết xuống được. Cái bi đi cho xuống tí nữa này. Ăn vài nhạt rồi. Rồi bùi, bốn gắt nhá. Bùi trên thanh thẳng.
Nếu các bạn thấy video này hữu ích và thiết thực thì mong các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết và đừng quên đăng ký để nhận được những video mới nhất. Được rồi đó, như thế đứa con thôi không thịt quá. Đưa con ốc, đấm qua con ốc. Ốc mình được, ốc mình được. Em bật phạt đấy thì sao bật phạt đấy. Cứ cầm tam được rồi, dịch sao mới đấy. Định vị rõ xong rồi, thế là gọi xuống là con ốc rồi. Đây là một trong những cái hiện tượng là bị mòn căng cua các bạn nhé. Thì cắt được một bên, bọp được một bên và cắt được một bên, còn một bên nữa là không có tác dụng. Nên mỗi lần khi bị những cái căng cua này thì các bạn phải mở hết cái hộp số để mới thấy được cái căng cua này các bạn nhé. Thank you.
cắt kiểu hưởng các bạn nhé. Để lên thử chuyển hướng các bạn nhé. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ lắp cái nắp đấm cân số. Like a bird on a tree. Cái này có vùng gọi là mặt khỉ đấy. I'm just sitting here. I got time. Clear to see from up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors. Ever free. Tiếp theo là lắp càng cắt côn nhé các bạn. Cái này hay hỏng lắm này. Và cái này mới thấy cũng được. Nếu các bạn thấy video này hữu ích và thiết thực thì mong các bạn hãy ủng hộ kênh VHTV để có phần động lực cho những cái clip tiếp theo. Vừa rồi tôi đã chia sẻ cho các bạn cách thay, tháo, lắp, trục cắt, chuyển hướng của hộp số lốc liên. Nếu các bạn thấy video này hữu ích và thiết thực thì mong các bạn hãy ủng hộ kênh VHTV để có thêm cái phần động lực cho những cái clip tiếp theo. Clip của tôi đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào và hẹn gặp lại các bạn.